rất là cảm thấy rất là hãnh diện, rất là vui sướng khi mà nhìn thấy khi mà biết được cái kết quả là Việt Nam thắng. Khâm phục, khâm phục. Cái trận đấu rất là phải nói là nên sản nhìn thấy những người đá rất là bình tĩnh. Giống như là người ta tuyệt vời. Lê Sả không phải là người hâm mộ bóng đá nhưng mà phải nói là xem rất là hay đó. Chào các bạn nhé, chúc tất cả mọi người luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay trước hết là Lê Sả muốn lên nói chúc mừng Việt Nam, chúc mừng tất cả mọi người và cùng chung niềm vui với lại Việt Nam để có cái trận đá bóng rất là hay. Và vấn đề thứ hai Lê Sả, tại vì hôm qua Lê Sả có nghe thấy cái cô gì Ngọc Nhiên à xem một cái clip mà cái con khốn nạn Lê Sả phạm ở bên Mỹ, nó xui mọi người là đốt cây xăng rồi là đốt sạch, phá sạch, đại khái là như vậy. Thì Lê Sả thấy rằng cái này Lê Sả muốn nên nói về cái vấn đề này, tại vì cái này nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Lê Sả cũng còn gia đình ở Việt Nam, gia đình bà con ở khắp nơi, ví dụ như ở trong Sài Gòn cũng có, ở Hà Nội cũng có, ở Hải Phòng cũng có, ở Quảng Ninh cũng có, ở Thái Nguyên cũng có, everywhere, tất cả Việt Nam, nhà Lê Sả đều có thân nhân ở đó, đúng không? Và các bạn cũng là người Việt Nam, Lê Sả cũng là người Việt Nam, ok. Vậy Lê Sả, tại sao Lê Sả muốn nên nói là tại vì tất cả hơn 4 triệu người Việt Nam ở hải ngoại, mọi người cũng đều có thân nhân như Lê Sả. Nếu như cái con khốn nạn đấy nó xui người ta làm những cái chuyện đấy, mà những cái người chẳng may gia đình mình, gia đình của những cái người sống ở bên này đang đổ xăng, đang làm một cái chuyện gì đó ở đó mà bị chúng nó khủng bố, chúng nó làm những cái chuyện đấy, thì tất cả những cái người riêng ở hải ngoại, Lê Sả muốn hỏi là mọi người nghĩ gì nếu mà được tin rằng thân nhân gia đình của mình bị những cái bọn khủng bố đó, bị những cái người mà con khốn nạn đó nó xui người ta đi 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 đốt cây xăng rồi đốt cái này cái kia đấy, thì mọi người nghĩ gì? Chúng mày, cái lũ khốn nạn chúng mày chống cộng sản, thù cộng sản, chúng mày về thẳng Việt Nam, chúng mày tìm những cái người nào á, chúng mày muốn giết chúng mày giết. Tại sao chúng mày lại xui những cái người rồi cho tiền cho những cái người nghèo khổ, người ta ở Việt Nam người ta chỉ vì đồng tiền thôi người ta làm những cái chuyện đấy. Rồi ví dụ như thân nhân của mình, thân nhân của những người ở hải ngoại này mà mình nghe tin được có cái chuyện gì vì những cái chuyện đấy mà bị chết hay bị tai nạn trong những cái vụ khủng bố như thế, thì mọi người nghĩ gì? Nói riêng với những cái người ở sống ở hải ngoại, tôi không cần biết các người thù cộng sản hay không thù cộng sản, Lê Sả không cần biết mọi người, nhưng hãy hãy ngăn chặn ngay những cái hành động như vậy đi. Mọi người ở bên này nếu như nhìn thấy những cái người Việt Nam á, những đứa trẻ hay là những người dân, người ta bình thường thôi, người ta đi vào cây xăng mà cây xăng nó nổ lên rồi người ta chết rồi, mất chân mất tay mất này mất kia, chưa nói đến gia đình mình, chỉ nói những người dân thôi, thì mọi người nghĩ gì? Đó là cái điều mà tôi nhắn gửi đến những người ở cộng đồng ở hải ngoại, riêng với những người sống ở cộng đồng ở hải ngoại. Nếu các người thực sự chống cộng sản, thù cộng sản, muốn lật đổ cộng sản, các người làm những cái chuyện như vậy ấy, các người có lật được đổ cộng sản không? Sao sao mà ngu dốt mà
đầu óc để đâu vậy? Hả? Muốn rằng thân nhân gia đình, cái trước mắt là thân nhân gia đình nhà ly xả không có ai, không có bị những cái chuyện như thế. Đấy là nói về ví dụ như là ích kỷ cho bản thân mình đi, nói riêng về gia đình ly xả đi. Còn với tất cả những cái người sợ đang sống ở hải ngoại đây, cũng có thân nhân ở ở Việt Nam đấy, ví dụ như nghe cái tin có cái chuyện gì thì các người mọi người nghĩ gì? Tại sao mà lại chống cộng một cách ngu xuẩn như vậy? À, mình gạt cái chuyện chế độ tốt hay là không tốt sang một bên đã. Nhưng mà mọi người hãy nhìn vào cái thực tế để chúng ta nhìn xem là cái lũ khốn nạn như thế chúng nó làm những cái chuyện như vậy. Những cái người có sự suy nghĩ cứ cho là các người chống cộng là có cái gì thù hằn gì ngày xưa với các người đi. Ok, bây giờ các người thử suy nghĩ đi xem là cái con Ni Sa Phạm đấy nó xui người ta đốt cây xăng rồi phá cây xăng rồi này kia các thứ, có đúng hay là sai đó. Cho nên là Ni Sa muốn nói để cho mọi người nhìn thấy, bỏ qua cái chuyện cộng sản hay là cộng hòa cái gì đi, nói lên những cái hành động như vậy thôi. Ở một cái xã hội nào, ở một cái đất nước nào chấp nhận như thế? Chúng nó nói rằng á, chúng nó sang nước ngoài, chúng nó sống sung sướng rồi, bây giờ chúng nó phải nghĩ cho những cái người nghèo ở Việt Nam để chúng nó đấu tranh để cho người ta đỡ khổ. Đấu tranh chỗ nào? Chúng mày chỉ có gửi tiền về, chúng mày lợi dụng vào những cái chuyện đó để chúng mày moi từng đồng từng hào của những cái người người ta kém hiểu biết. Để chúng mày á xui những cái đứa trẻ, những cái người ở Việt Nam người ta cần tiền, chúng mày cho người ta tiền rồi phạm vào tội lỗi. Chúng mày giúp gì được cho dân Việt Nam? Đó. Sao mà chúng mày chống cộng cái kiểu gì đấy? Rồi á, những cái người mà gom tiền cho những cái con đấy thử ngồi bình tĩnh lại suy nghĩ đi. Già cái đầu rồi. Thử suy nghĩ lại xem có đúng không? Cứ suốt ngày Lisa nói thì lại bảo là mày sang đấy mày sống mày sung sướng rồi mày không nghĩ đi gì đến dân Việt Nam. Nghĩ là phải làm gì? Là phải giúp cho người ta có công ăn việc làm. Đó. Người ta xuất hàng sang bên này thì mình dùng những cái hàng ở bên này người Việt Nam sản xuất ra để cho người ta có công ăn việc làm. Cái đó là cái giúp chính đáng. Đây chúng mày lại phản đối không cho nhập hàng Việt Nam và không cho ai làm ăn với người Việt Nam. Không, Việt Nam làm đồ ra không có tiêu thụ được. Không ai dùng, chỉ dùng đồ Trung Quốc thôi. Cái bọn mà chuyên chống cộng đấy, chúng mày á, nếu thực sự chống cộng sản ấy, xem trong nhà có cái gì make in China hay là cái gì á, đập con mẹ nó hết ra cho tao đi. Đó. Chúng mày làm được như thế tao bái phục chúng mày đó. Đó. Cái nồi niêu xoong chảo bát đĩa đồ ăn các thứ cái gì của trai nào chúng mày đập con bà chúng mày ra ấy. Mang ra ngoài cửa đập cho tao. Tao bảo đảm tao theo chúng mày luôn. Chúng mày làm được những chuyện đấy. Mẹ cái lũ chó. Chúng mày làm được gì cho người dân Việt Nam nghèo khổ, chúng mày cho tiền lợi dụng vào những cái khổ đó xong chúng mày kêu người ta làm những cái chuyện như thế để cho người ta vào tù vào tội, đấy là trực tiếp hại những cái người mà cầm bom cầm xăng rồi này kia cái thứ đó là trực tiếp hại người ta đã rồi. Cái thứ hai nữa chúng mày hại vào những cái người dân, người ta đi vào những cái xăng là của người dân đó thì người ta đi đổ xăng đổ này của đổ kia đó. Chúng mày có phải gây thêm sự thù hận cho những người Việt Nam không? Kể cả những người Việt Nam người ta có không thích cộng sản đi chăng nữa, chúng người ta cũng không thể nào chấp nhận được những cái đó từ ở chúng mày cả. Sao chúng mày ngu dốt thế? Đầu óc chúng mày để đâu vậy? Những người nào á mà ở bên Mỹ á, cầm luôn cái clip mà của con Lê Sà Phạm nó xui người ta ở Việt Nam ấy đi đi đốt cây xăng phá cây xăng này kia đấy, mang đến cục đồn cảnh sát nói chuyện với người ta. Nếu ở Úc thì sao sẽ làm?
Tại vì á, phải có người nói ở cái xứ này á, bất cứ một chuyện gì kể cả vợ chồng đánh nhau, chồng nó đánh vợ, cảnh sát nó biết đấy, nhưng cái người vợ hoặc là cái người bị làm ấy, phải kiện, phải nói thì nó mới làm việc. Ví dụ như là nó vợ chồng đánh nhau hay là chồng đánh vợ rất là nặng, xong rồi đưa lên bệnh viện, xong cảnh sát nó làm này làm kia, nhưng mà nó phải hỏi người vợ có kiện người chồng không. Thế cho nên đi sạc thấy rằng hay nếu như ai có thân nhân ở Việt Nam mà lo lắng cho những người ở Việt Nam thân nhân mình thì lên nó cầm cái clip đấy ra cảnh sát đó, để nói chuyện với người ta để tìm cách giải quyết. Thứ nhất là không ngăn chặn ngay những cái tình trạng mà của những cái đứa mà đi làm những cái chuyện như là xúi bẩy người Việt Nam phạm tội, đúng không? Cái thứ hai, nếu thực sự các người chứng tỏ rằng các người là những cái người giống như là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa sống một cách tốt đẹp hay là tử tế này kia, chứng minh cho người ta nhìn thấy đi, sống phải như vậy chứ. Hôm qua Lisa lại ngồi nghe một cái thằng ngu kỹ, nó bảo chứ Việt Nam, ở Việt Nam không có ca ngợi cái cờ những cái người mà người giỏi mà mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nó ở bên Mỹ nó sống, tại vì nó sống xứ tự do cho nên nó open mind. Open mind là cái đầu óc là cái gì, dịch sang tiếng Việt làm sao, mở mang á, giống như là hiểu rộng hay là mở cái đầu ra. Đại khái là bây giờ chưa có tìm được cái từ hay. Nó nói là nó sống ở bên đấy như thế cho nên nó mở mang rồi nó gì. Lê Sà hỏi các bạn xem, người ta là người Việt Nam cầm quốc tịch Việt Nam, người ta ra sang bên đấy như ông Hồng Quỳ Kiều Long ấy, nó ra nó chửi người ta như là cái gì đấy, mà trong khi không phải đất nước của nó đấy. Vậy mà nó nói nó mở mang. Hả? Người ta là người Việt Nam, ok, người ta sang đó người ta cầm cờ Việt Nam, mà dĩ nhiên là cầm cờ Việt Nam rồi, tại vì người ta là người Việt Nam, ta thích cầm cái gì mặc mẹ người ta. Cái đó mới là cái hiểu biết, cái đó mới là cái open mind. Chứ còn cứ khư khư trong khi cái nhà thì không phải của mình. Đó. Mà khi nhập tịch á, của bất cứ một nước nào ấy, thì có nghĩa là mình là người của nước đó rồi. Mình lại lại là người Mỹ, mình lại cầm cái cờ khác, có nghĩa là mình chỉ nghĩ là cái người đó thôi, có phải là phản bội không? Phản bội lại chính đất Mỹ không? Đúng không? Cho nên nên sao cảm thấy rằng cái chuyện này rất là quan trọng, tại vì cái trước mắt là những cái người sống ở hải ngoại lên nhìn lại đi. Nên sao thì cái chuyện cộng sản hay là không cộng sản, cái đấy không là cái gì cả. Người nào giỏi người ấy lãnh đạo, đúng không? Nếu mà thực sự mà các người mà Cộng Hòa mà giỏi ấy, thì tìm cách mà lật đi, lật làm sao để cho dân người ta phục chứ, lật cái kiểu đấy à? Đó. Lật cái kiểu ngu xuẩn ấy, thế thì muôn đời ấy, răng bây giờ hết rồi đâu còn cái nào nữa đâu, đúng không? Nó vả cho một cái thì mấy cái răng giả, răng văng con bà nó ra ngoài tìm không thấy đâu, còn lật cái gì nữa. Sống làm sao phải để cho người ta nhìn thấy, ồ wow hay thế, công nhận cái mấy cái người này người ta hay, đầu óc giỏi, người ta mới tin tưởng mình chứ. Mẹ toàn những cái thằng lưỡi gọng làm những cái chuyện khốn nạn mất dạy như vậy, xong rồi hại người ta, lại xong rồi lại quay ra lại bảo là sống sung sướng rồi không nghĩ đến người Việt Nam. Chúng mày nghĩ cho được người ta cái gì, xong rồi bắt người ta đi vào tù, bao nhiêu người vào tù rồi hả? Ông Dương Văn Thả rồi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rồi cái gì nữa, mẹ lắm của chúng nó phải không, rồi cái gì nữa, cái đếm trên đầu ngón tay không hết nữa, bao nhiêu người đi tù vì chúng nó rồi, đúng không các bạn? Chúng nó chỉ lừa đảo những lừa ai không lừa được những người Việt Nam, lý giả nói được chỉ lừa chính chúng nó lừa đảo chúng nó để lấy tiền quyên góp. Bây giờ Lê Sả hỏi các bạn, sống ở bên này phải đi làm mới có ăn,
mà chúng nó có tiền, chúng nó đi về Việt Nam, đi nước này nước kia, chúng nó tuyên truyền. Tiền ở đâu ra? Tiền là chính những cái người mà người ta đi làm á, cong đít lên suốt ngày, rồi từng cái đồng welfare, mấy cái đồ cấp thất nghiệp của mấy cái ông bà già đấy, rồi chúng nó mở những cái đại nhạc hội ra quyên góp. Người ta phải đi làm mở mật ra mới có tiền, mới đóng tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, tiền phone, tiền ga, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền y tế, đủ các loại tiền trên cõi đời này. Người ta phải đi làm chứ, người ta mới có chứ. Kể cả không đi làm đi thì cũng phải đi ăn cắp, bỏ sức ra đi ăn cắp. Thế nhưng mà chúng nó lấy tiền đâu ra để chúng nó làm những cái chuyện như thế? Thì tiền của những cái người quyên góp đó, đúng không? Chúng nó đầu tư chính trị đó, đầu tư vào những cái sự hận thù, buôn bán hận thù của những cái người già cả khổ sở, người ta đã thiếu thốn về mặt tình cảm rồi, đúng không? Thế xong rồi bị chúng nó tiêm nhiễm vào để cho người ta lại phải ói tiền ra cho chúng nó, hầu hạ chúng nó. Đó, những cái đứa mà đi về Việt Nam á, là toàn những đứa trẻ trẻ thôi, đúng không? Trẻ mà không chịu làm ăn gì, xong rồi nó có tiền nó đi, đấy là tiền ở đâu? Các người, mấy cái người mà chống cộng quyên góp ấy, ngồi bình tĩnh lại suy nghĩ đi. Những cái gì mình bỏ ra mấy chục năm nay rồi, chúng nó làm được cái gì? Hay chúng nó chỉ lừa đảo các người thôi? Nó lừa đảo chính những cái người mà chống cộng đó. Chúng nó lừa nhau để chúng nó lấy tiền, mỗi tiền của người ta. Chứ chúng nó làm gì được? Mấy chục năm nay chúng nó làm gì được? Đến cái Hoàng Cơ Minh ấy, chết nhăn răng ấy, chết thối rữa ra rồi mà chúng nó vẫn lừa người ta là ông ấy nói cái gì rồi cái ngày gì rồi, đến ông Diệm nữa, chết chính chúng nó giết mà lầm vẫn chưa yên, vẫn bị chúng nó tới, chúng nó đào đào mồ đào mả nên để quyên góp. Thì các bạn, những cái người mà chống cộng thử ngồi suy nghĩ đi. Lê Sà nói thẳng thì hãy ngồi suy nghĩ những cái lời Lê Sà nói đi, đừng có làm hại dân Việt Nam, đừng có làm hại gia đình của chúng tôi, thân nhân của chúng tôi, những cái người có thân nhân, còn có thân nhân Việt Nam. Mấy cái đứa nó làm những cái chuyện đấy, cái con khốn nạn đấy nó không còn ai ở Việt Nam nữa, đúng không? Chứ nếu nó có thân nhân ở Việt Nam, không lẽ chả may nó kêu người ta khủng bố đi rồi đến cây xăng ấy có bố có mẹ nó, nổ bùm một cái, thế không lẽ nó giết bố nó giết mẹ nó, đúng không? Đâu có giết được cộng sản đâu, mà toàn giết người dân thôi, con lũ khốn nạn chưa. Thì mọi người ở đây cũng như là ở Việt Nam ấy, thử suy nghĩ lại những cái lời Niên Xà nói đi. Thực ra thì nhiều khi mình cũng dỗi hơi, mình cũng nên mình nói, nhưng mà thực sự là tại vì Lê Sà hay để ý những cái chuyện này cho nên Lê Sà mới nói. Chứ còn nhiều người người ta thả dỗi hơi, người ta nói để ý những cái chuyện chính trị làm cái gì, cho nên người ta nghe thấy những cái gì Lê Sà nói, người ta cảm thấy rằng ồ, con bé này nó rảnh rỗi thế, đúng không? Nhưng mà mình phải đi sâu vào cái vấn đề đó, mình phải nghĩ cái xa thì mình mới hiểu được, mình mới hiểu được cái cốt lõi của cái vấn đề đó. Chứ còn nếu mà người ta chỉ nghĩ là ồ tôi chỉ có biết đi làm thôi, tôi những cái chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, à tôi chẳng nghĩ, đúng, chẳng liên quan đến ai cả. Nhưng mà đây là có liên quan đến Lê Sà, nói thằng là có gia đình của Lê Sà còn ở Việt Nam, Lê Sà cũng phải lo chứ. Mình đã phải sống ở đây lo, nhiều khi lo, mọi người cũng phải lo tiết kiệm tiền, có tiền gửi về cho bố cho mẹ cho người này người kia chẳng hạn vậy. Thế bây giờ lại có cái chuyện gì ở Việt Nam nữa thì làm sao đây? Hả? Đấy, đấy là những cái điều mà Lê Sà suy nghĩ là như vậy. Tại vì mình sống mình cũng là người hơi nghĩ sâu một chút, cho nên Lê Sà mới nên đây. Mà hơn nữa Facebook là cũng là một cái nơi để cho mình nói ra những cái điều mình muốn nói, đúng không? Ví dụ nhiều người nói này, cứ người nào cũng nói chẳng ai nghe cả. Nhưng mà đôi khi nói ở trên Facebook này thì mình nói còn có người nghe. Thỉnh thoảng chúng nó